chưa? Ừ. Ngay lúc đó là lúc đó. Bạn này ấn tượng và bạn ước luôn là nếu mà để con của bạn mà có cái được cái cặp má lúm này là quá là đẹp. Wow. Lúc đó chắc là ông Tơ bà Nguyệt cũng đây vút qua một cái là dính luôn hai đứa. Ừ. Anh sợ quá anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là anh chạy sau lưng em. Dạ dạ cứu em cứu 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 anh cứu. Chả may thì mẹ em thấy được. Thế mẹ em nói ôi trời ơi cái thằng này thế này thì làm sao mà thì tương lai thì trời nó có con bộ xích nó không sợ. Thế là thiệt thòi cho tụi em. Hả? Điều đó nó làm là thú vị. Thú vị và tạo nên thi vị trong hạnh phúc đúng không? Rất thú vị. Mà sao mặt ánh mắt em thẳng thốt quá vậy? Thú vị lắm. Chào anh thí dụ cho nghe đó. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trường Khánh. Năm nay em 26 tuổi. Em làm thiết kế. Thiết kế gì cưng? Dạ em thiết kế nội thất. Hay còn vợ của Khánh. Cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Thanh Tâm ạ, 27 tuổi ạ. Công việc của em là ở nhà kinh doanh nhỏ thôi. Ở dưới thì em bình tĩnh hơn ảnh, mà không biết sao lên thì em lên đây các em. Thôi cho anh chàng pháo tay nó khích lệ tinh thần cho em. Có nghe nè. Chắc có lẽ là hai bạn quen nhau trong trường hợp là Khánh đến nhà em thiết kế và gặp cô gái này xinh đẹp quá và cua luôn cô gái dạ này. Dạ không ạ. Em sai rồi Thuận ơi. 5 năm mới trúng lần. Tình cảm của các em phát sinh như thế nào? Vợ chồng em gặp mặt nhau là trong ngày đám hỏi của anh chị. Là em bưng quả cho bên đàn trai và em bưng quả cho bên đàn gái. Người ta hay nói là bưng quả là mất duyên, nhưng mà vợ chồng em chứng minh được cái điều ngược lại là bưng quả mà lại có duyên. Chị thấy rõ ràng tại sao lại là bưng quả mà mất duyên. Tại vì là bên dàn nam thì phải chọn những người chưa có vợ đúng không? Còn bên nữ là chọn những người chưa có chồng. Mà họ lại tiếp xúc với nhau ở một cái đám cưới, là một cái không khí nó rất là hạnh phúc. Thì mắc mớ gì mà mất duyên đúng không ta? Đúng không? Sai lầm rồi, sai. Rồi ai là người bị sét đánh trước nè? Em thấy vợ em cũng dễ thương, rồi cũng hát hay. Ấn tượng của em lần đầu tiên về ảnh thì cười xong mà hai nút đồng tiền sâu quá trời. Phải mà sau này mà có con thì con cũng có hai nút đồng tiền thì thích. Ủa, thế nên là em có em bé chưa? Dạ hiện tại thì tụi em vẫn chưa. Ngay lúc đó là bạn này ấn tượng và bạn ước luôn là nếu mà để con của bạn mà có cái được cái cặp má lúm này là quá là đẹp. Lúc đó chắc là ông Tơ bà Nguyệt cũng đây vút qua một cái là dính luôn hai đứa. Sau 2 tháng sau á thì hai vợ chồng em chính thức hẹn hò. Buổi trưa là hẹn với nhau là đi vô khu du lịch chơi. Chả biết sao vô thấy ảnh nồng nặc mùi rượu không. Trời em nói trời thôi không xong rồi. Mà em không hiểu là nhậu từ lúc nào, ảnh kêu anh nhậu có anh trai à, trai rượu. Chai rượu của em dạ. Đó là em là có tiệc sớm hay là em cố tình em muốn rượu đi cho mà dạ nó, không nó có buổi sớm cái bạn em gọi kêu xuống để nhậu cái tại cũng tiện đường là đi về Biên Hòa cái thôi em đi xuống nhậu với bạn em nhưng mà cũng uống hơi quá chén. Em nhậu từ sáng đến 10 giờ sáng. Từ sáng tới 10 giờ sáng? Dạ, từ 6 giờ. 6 giờ sáng đến 10 giờ. Từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ. Sao? Cái xong em ngủ đến trưa. Cái vợ em điện, hỏi anh đang ở đâu. Cái em giật mình, nay có hẹn. Cuộc hẹn thì cũng vui vẻ chứ không có đến nỗi. Nhưng mà tự nhiên cái trong lòng mình nói trời sao lần đầu tiên nhậu vầy chắc ông này bồm nhậu dữ lắm. Bất an. Nhưng mà nhìn thấy anh này hiền lắm. Thật sự rất là hiền. Tới bây giờ em vẫn cảm thấy là anh hiền. Bỏ qua dần dần rồi thì mới thấy là anh cũng có nhiều điểm tốt, điểm đáng yêu, chịu làm, chịu khó. Nên là càng nghe càng thương hơn ạ. Rồi tụi em yêu nhau được bao nhiêu năm? Được 3 năm. Yêu 3 năm là bắt đầu cưới. Dạ. Có suôn sẻ không? Hai gia đình có gọi là có đồng ý liền không? Thời gian tụi em yêu nhau thì không có chuyện gì. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian tụi em tính đến chuyện cưới hỏi thì gặp khá là nhiều chuyện. Chuyện gì? Bên nhà vợ em không đồng ý. Tại vì lần đầu tiên ảnh về nhà em á, thì nhà em là ở Long Khánh, trái cây nhiều lắm. Hôm đó thì hai vợ chồng em là xách cây ra hái em chôm. Cầm cây đồ dữ lắm chị. Đi hùng hổ đi ra để anh hái cho vợ, để anh hái cho em rồi kia. Cái ảnh ra anh cầm cái khèo, anh khèo xuống cái bộ xích bay ra. Ảnh sợ quá anh giục cây luôn chị. Giục cây thế là ảnh chạy sau lưng em. Dạ dạ cứu em cứu 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 anh cứu. Chả may thì mẹ em thấy được. Thế mẹ em nói ôi trời ơi cái thằng này thế này thì làm sao mà thì tương lai thì trời nó có con bộ xích nó không sợ. Thế là mẹ cũng nói vậy thôi.
Nhưng mà sau này á, thì mẹ cũng biết là ảnh là bên đạo Công giáo thì em là bên Phật giáo, mẹ cũng hơi e dè một chút. Thì khi mà tụi em đặt luôn vấn đề là tụi em sẽ làm đám cưới với nhau á, xin mẹ, xin phép mẹ để làm đám cưới á, thì thật sự là lúc đó mẹ phản đối. Mẹ phản đối là tại vì ban đầu á là mẹ rất là thích anh này, tại vì mẹ nói mẹ nhận thấy, mẹ nhìn thấy được ảnh phúc hậu rồi nên là mẹ thích. Nhưng mà mẹ chỉ có cái không đạo là mẹ không thích. Cái thời gian đó hai vợ chồng em cũng vất vả, nghĩ là mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ thuyết phục mẹ từ từ. Mẹ em thì bán quán ở ngoài chợ, hai vợ chồng em ra là nói chuyện để xin mẹ nghiêm túc. Thì mẹ mới nói là không, mẹ nếu mà con theo đạo là mẹ không có đồng ý cả. Hai vợ chồng lúc đó là không có biết làm cách nào để mà nói với mẹ hết. Hai đứa nắm tay nhau ra đứng trước cái quán của mẹ. Quỷ đó, giờ tụi con thương nhau rồi thì sao đi chăng nữa thì tụi con cũng sẽ cố gắng. Thì quỷ cả tiếng á, ai qua, đi qua đi lại kệ nó không sao hết. Mà em cũng nghĩ là tại vì lúc đó em thấy mình chọn đúng người rồi. Tại vì nếu mà mình chọn sai người á là họ sẽ không có đồng lòng với mình để cùng mà ra quỳ như vậy. Thì họ bỏ cuộc rồi chứ họ không làm như vậy. Nên là em nghĩ là em lựa chọn anh này là chính xác nhất cuộc đời của em. Nên là em không hối hận gì về ấy. Dạ. Nhưng mà sau cái một tiếng đồng hồ đó thì mẹ đồng ý đúng không? Dạ, sau đó thì mẹ đồng ý. Thì tới lúc mà hai đứa làm đám cưới kết hôn á thì mẹ mới nói là Mẹ thử làm như vậy để mẹ coi thử coi bản lĩnh của anh này tới mức nào. Thì mẹ mới đồng ý gả. Mà cái lúc em quỳ em có mắc cỡ không? Dạ không. Lúc đó là chị nghĩ đến chuyện bằng mọi cách để cho mẹ đồng ý cho mình. Dạ, ví dụ như ngày hôm đó mẹ không đồng ý thì em có tiếp tục quỳ nữa không? Hay là em chơi cái chiêu nào khác nữa? Em nghĩ là mẹ sẽ đồng ý thôi, nhưng mà quan trọng là bao lâu. Thôi cũng mừng đúng nhưng không? Nhưng mà đến lúc tụi em kết hôn được thì cũng cảm thấy vui vì tụi em đã cố gắng hết sức cho hôn nhân của tụi mình. Nãy em nói là em có một cái hàng bán là bán takoyaki á, là một cái loại bánh vặt, đúng không? Ăn vặt của Nhật. Hồi đó thì anh này vừa đi làm xong buổi chiều về bán phụ với em. Em lại vừa đi làm. Có một bữa đó thì em đi làm về trễ nên là ảnh ra bán trước. Ảnh khiêng cái bình ắc quy để thắp đèn á, không biết ảnh khiêng làm sao thì ảnh bị cụp cái lưng. Nói chung ảnh bị đau quá, ảnh không ngồi được. Mà ảnh không có nói với em tiếng nào hết á. Thì cứ như bình thường em bán về xong em dọn đồ về đây thì ảnh mới nói với em là em ơi em lấy dầu em sức giùm ảnh cái lưng. Cái tự nhiên người mình nó nghẹn nghẹn làm sao á. Để kiếm được tiền không có ngại là mình là thanh niên, mình cũng dân văn phòng. Xong cái em sức dầu cho ảnh mà thấy là người này thì phải cưới làm chồng thôi chứ không thể để cho chạy mất, không cho sống, không cho sống. Dạ em phải giữ thôi. Em anh đang xúc động này, em mà em kể câu cuối anh muốn chết. Người này phải giữ làm chồng hay không để phải cho giữ chạy, không để cho sống, không để cho sống. Nó nghe nè. Dạ. Rồi bán buôn vậy rồi có chung ở chung tiếp xúc với nhau gì vậy rồi có ăn cơm trước kẻng không? Dạ không ạ. À, tại vì thời gian đó là ảnh ở bên Bình Dương. Còn em thì ở bên quận 9. Nhà ảnh thì ảnh về, nhà em về, tiền thì em giữ. Tức là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Dạ. Hay là thử trước? Dạ, đã giữ tới ngày cưới. Ủa, ngày cưới không. Luôn không? Dạ. Qua cưới luôn. Qua cưới? Là sao? Ủa là sao? Dạ, tại vì cái đám cưới của vợ chồng em là hai đứa em tự lo từ A tới Z hết. Vợ em lo nhiều, lo không xuể nên là đến ngày cưới là bị bận. Lúc đó là em, chồng hả? Kệ chồng, cưới được rồi, không lo. Mẹ chồng không lo luôn. Nói chung là không quan tâm tới chồng, em đi ngủ. Em ở nhà chồng một tuần, lên Sài Gòn lại với em mới dám. Chồng nó rần rần đúng không? Dạ. Tụi em trong vấn đề này thì tụi em hơi gà mờ ạ. Cảm thấy mình non quá. Ảnh thì ảnh cũng hay bị đau á, nên là thường là tụi em nhanh lắm, đánh nhanh rút gọn ạ. Cái xong nói chung về vấn đề này thì hai vợ chồng em vẫn không có được gọi là nó có được suôn sẻ, không được thoải mái đúng không? Dạ. Không được và vẫn chưa cảm thấy cái đó nó là sự tận hưởng đúng không? Dạ. Và cho tới bây giờ luôn hay sao? Dạ có thể là vậy, có lẽ là vậy luôn à. Tụi em tần suất cũng rất là ít rồi. Bao lâu mới là một tuần thì là... Dạ tụi em chắc tính bằng 2-3 tháng.
Như vậy thì chị nghĩ vậy nè, hai đứa nên đi gặp bác sĩ. Tại vì bác sĩ sẽ có những cái tư vấn rất là bổ ích cho cái chuyện này. Thì tụi em sẽ thấy là cái cuộc sống hôn nhân của mình, ngoài cái tình yêu nó phải có tình dục nữa. Thì để còn đến chuyện là có con, có cái, rồi phải mình phải enjoy cái đó, mình tận hưởng chứ. Đó trời ban cho mình mà. Có thể là do cái chấn thương mà đợt mà em bị cột sống á. Đó, nó có ảnh hưởng nữa. Là do chứ em... không phải là giỡn đâu. Cho mình phải đi bác sĩ, mình phải nói hết ra để bác sĩ họ hỗ trợ cho mình à. Cái việc mà các bạn không có thường xuyên như vậy, nó có cảm thấy, các bạn có cảm thấy khó chịu không? Dạ, dạ không ạ. Bản thân em cũng không có thấy khó chịu gì hết, tụi em vẫn cảm thấy bình thường. Em biết lý do đơn giản là tại vì em chưa hề biết cái đó nó thú vị như thế nào. Đúng không? Chồng em cũng vậy, hai đứa tụi em, nhưng mà cái đó nó sẽ là một sự thiệt thòi. Trời ơi, thú vị. Thiệt thòi cho tụi em. Hả? Điều đó nó làm nó thú vị. Thú vị và tạo nên thi vị trong hạnh phúc, đúng không? Rất thú vị các bạn. Sao mặt ánh mắt em thẳng thớt quá vậy? Thú vị lắm, cái nào thí dụ cho nghe đó. Gặp bác sĩ để bác sĩ thí dụ cho nghe đó. Rồi bây giờ mấy năm ở chung với nhau, vậy thì cái tật xấu của anh ấy là gì? Ôi thôi. Ôi thôi, trời ơi. Giờ của em. Ôi thôi là biết một nhiều lắm rồi đó. Một nguyên nhân em tham gia chương trình Vợ Chồng Son là lý do gì? Dạ tại vì em muốn kể lắm. Em muốn kể mấy tật xấu của anh. Rồi bày thì thôi. Em nói đã bày rồi chứ, mà còn hay quên nữa. Tự giác lắm, thấy sọt rác đầy đi vứt, đem ra ngoài chỗ vứt rác, vứt xong tê tê đi vô. Em hỏi, ủa anh, cái sọt rác đâu? Ơ, anh quên mất rồi. Cái chạy tê 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 ra đi lấy. Ví dụ anh giặt cái khăn đi, cái xong vắt xong để đó. Xong mới đi vô, em hỏi, ủa anh, phơi khăn chưa? Ờ, chưa phơi. Thì chạy vô phơi. Anh chuyên gia, anh quên mà mình nghĩ là không thể nào quên được. Mấy cái đó là không thể quên được mà anh quên. Thì nói chung là chồng em chỉ có vậy thôi. Còn gì cái nữa gì không? Cũng xuất sắc. Anh tưởng đó là nhiều lắm chứ bộ. Đi đâu có một chút trời xíu vậy. Vậy mà bà vén ghê lắm. Tự chương trình Vợ Chồng Son để muốn kể những cái tật xấu không ra. Cũng nhiều lắm, có một tập à. Giờ còn tật nào nữa không? Như người ta là về là đi làm về là nằm chơi game luôn. Còn chồng em là đi làm về rồi xong chạy ra phụ em coi em bán như thế nào rồi này kia, xong rồi về cùng em tắm rửa giặt giũ ăn cơm đồ thì anh cũng làm siêu nhân rửa chén hết rồi đúng không? À em quên à. Có cái này đó dở lên nữa đã dở. À nguyên tắc của hai vợ chồng á là khi đi ra đường là tất cả tiền sẽ nằm trong bóp của ảnh, còn khi ở nhà là tiền nằm trong bóp của em. Thế là một ngày nọ thì hai vợ chồng đi siêu thị thì ảnh được phép mà, thế là ảnh gom hết tiền của em, ảnh gom bỏ bóp ảnh tự động luôn. Đi siêu thị mua đồ rồi về xong hết, xong cái ảnh cất luôn. Sáng ra cái ảnh tốt lắm luôn chị, đi làm xong gửi về cho em một cái cạc 50.000. Rồi em nói chồng mình sau này tốt là dưới trời, tiền mình giữ hết rồi mà có tiền đâu mà mua cạc. Cái xong cái thế là hồi sau em chuẩn bị đi chợ thì em thấy bạn còn đồng nào hết trơn. Em nói trời ơi chồng ơi, sao anh lấy hết rồi anh không chưa em 1.000 đâu hết vậy? Cái anh nói đâu có, anh còn chưa lại 1.000 mà, em kiểm tra đi, còn 1.000. Đúng còn 1.000 luôn. Này quên mà. Dạ. Nhưng mà sau đó có trả lời không? Dạ. Hay xài hết luôn rồi? Trả nhiều hơn. Thôi vậy là được dạ. Rồi, có gì cứ được cho quên rồi. Lần sau cứ cho quên một vài lần nữa có lời. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em thì hay cằn nhằn lắm anh. Gặp vấn đề nhỏ lớn thì là cũng quát nạt chồng như nạt con vậy á. Có đâu. Nạt dữ không? Dữ lắm anh. Trời ơi. Nóng tính đúng không? Dạ. Cả em thường hay đùa với vợ em là nếu mà có anh nào hỏi em có sợ vợ không mà cả làng sợ chứ có phải riêng em đâu. Rồi còn gì nữa? Với lại lúc siêng thì siêng cực kỳ dọn sạch sẽ lắm, nhưng mà lúc mà làm biếng là có cái đôi vớ mà để góc nhà, để đó cả tuần không dọn. Là ở nhà là hay bắt nạt em lắm hả? Dạ. Em là chỉ có cái bệnh nhây thôi chứ em thấy em đâu giữ mấy đâu. Hiền cũng chết luôn. Tức là vợ em làm cái vấn đề đó vì sai, nhưng mà tại vì lúc đó thì em cũng không kiềm chế được, em hơi nạt xíu. Quay lại giận em luôn. Em lên em xin lỗi. Vợ là... sai mà em xin lỗi. Rồi ví dụ như nếu mà em xin lỗi mà cô không tha nữa thì em làm gì? À, em mà giận ảnh nhiều quá là ảnh không biết làm gì á, là ảnh có một chiêu. Mà chiêu này em
bị hoài mà vẫn dính hoài. Thôi là anh cứ cần, chỉ cần anh nhướng chân mày lên một cái là thôi rồi, là xong là em bao nhiêu giận là em hết luôn. Em làm được không? Chứ chị không làm được rồi đó. Làm lại cái nữa coi. Buồn lên. Tôi còn chịu không nổi. Rồi bây giờ nè, mong muốn chàng trai hiền lành này thay đổi điều gì? Với em thì anh bụng về cũng được, hay là anh hậu đậu, hay là anh quên trước quên sau, hay anh thế nào cũng được. Chị, em chỉ mong duy nhất một cái là tình cảm mà anh dành cho em, yêu thương em á, tới giờ thì sau này nó cũng sẽ như vậy, đừng thay đổi là được. Thế còn em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Tính vợ em thì hơi nóng, nên là em chỉ mong là vợ bớt, có thể kiềm chế lại. Bớt nóng tính đi bé, chứ nó nhướng riết rồi, có bữa nào mà gió độc nó rẹt ngang qua là để chịu luôn. Kêu chân mày luôn. Kêu chân mày luôn là mệt mỏi luôn á. Thôi Nhân, ngày hôm nay có điều gì muốn nói dành tặng cho vợ mình không? Em được gần một năm ngày cưới, thì tình cảm của anh dành cho em là lúc nào cũng như vậy. Như ngày cưới thì anh đã hứa là sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh. Vợ biết là vợ cũng có nóng tính, thì vợ hứa là vợ sẽ kiềm chế bớt cái nóng của mình lại. Rồi trước khi ôm, nhướng mắt ra đi, nhướng con mắt một cái. Rồi ôm. Trời ôm được rồi đó. Trời ôm một ơi, cái kết rất là đẹp phải không nào? Quá trời. Quá cảm động, và chúc cho hai em sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe anh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng, thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á, là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng mảng trang trí nội thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân với là anh Quốc Thuận với là tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên này gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên là tụi em gặp nhau là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi, thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ, rồi ngoan ngoãn, hiếu thảo đồ lắm. Cái bữa đó lên thì mới gặp lần đầu, thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi. Nhưng mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình không, mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau là không ai ưa ai hết. Dạ, không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em quen á, không phải là tại vì em thích ổng đâu. Ổng xấu lắm, ổng không có cái gì để cho em thích, tất cả những cái người em ghét nhất là ổng có hết. Nhưng mà em nghe là tại vì chơi một đám anh em bạn bè chung á, thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á, ảnh không có thích chị đâu. Con gái, ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á, là ảnh không bao giờ ảnh yêu được đâu. Đó, thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Wow. Yêu xong là em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi, chứ có nghĩa là đạt được mục đích xong rồi. Dạ, đá. Xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bây giờ em mới biết bà nói. Là bữa nay mới biết đúng không? Dạ, đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Mà xong cuối cùng sao không đá? Dạ, tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần một năm. Lúc đó em chia tay rồi, em nói là em không có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em. Anh nói em ơi anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thế anh mới nói, anh khóc. Anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em, mà anh không có biết.
Thì em nghe ảnh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Tại thật ra là trong cái khoảng thời gian một năm á, là ảnh rất là tốt. Ảnh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương, em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ ảnh thừa nhận ảnh yêu em rồi thì em chấp nhận cho ảnh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn một năm. Hơn một năm, có nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai thì... đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng có nhiều những cái thật mà... ra... chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi chị. Tụi em cãi là... nhau là nhiều hơn là quen yêu nhau là chứ. Cãi nhau mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc lố lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á. Rồi mà người ốm nhom ốm nhách là mà mặc đồ như ông già vậy á. À, còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích. Anh lúa lắm nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Tức là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ hở. Không có thích mặc đồ modern, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Chị. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không có thích. Tụi em quen là quen lén, bên em thì không thích người Bắc. Với lại em lúc đó là em còn đang đi học á. Với lại cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi. Cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng. Tại vì em thấy gia đình ăn cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ bây giờ em có yêu anh không? Thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý. Thì em cũng trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ mà hai bên mà không đồng ý thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng thì... mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? Em được 4 năm 8 tháng 4 năm. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết. Không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi của em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét nhưng mà vợ cầm chổi vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực với anh là em chưa bao giờ quét nhà đó anh bớt. Thôi nhỏ em nhà là em có út. Rồi bà em rất là lười. Thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm vậy thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước. Anh nấu nước rồi, em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng. Em đem tận kem đánh răng rồi đem bàn chải, đem khăn, đem đồ vô bưng. Em lấy giùm anh, em đánh giùm anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời. Có hôm em bảo dậy đi anh cho tiền. Dạ lấy dậy, dậy lên. Dậy đi cho tiền. Rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì, chưa đặt lưng xuống giường, vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không hiểu tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với nhà chồng cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá em nói hoài không nghe. Em cũng thử, xong rồi em chơi luôn. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em á hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khúc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nôi. Mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm. Em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về, không có em. Cái anh gọi, hỏi em đang ở đâu. Anh ra rước em. Nói bây giờ là em đang ở trên núi. Là đợt đó là trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Viva Vũng Tàu đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Viva cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi.
Em đâu có nghĩ cái này là chơi ác thiệt luôn đó. Em đâu có nghĩ là anh linh thiệt, em nghĩ em biết anh sợ ma. Em không nghĩ là anh linh thiệt. Khoan hồi em chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng, em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt cho mụ anh khóc, trời ơi. Em ơi, anh sợ ma lắm, trời ơi, em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh? Mà em sợ thiệt, sợ lắm hả Linh? Dạ, thực ra thì em biết cái cảm giác của em lúc anh chạy. Ông sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy là em té xuống cái lưng chừng núi luôn, em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Rồi sợ ma gì nữa? Vụ Phật Thề thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới, em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn cảm xúc luôn. Dạ. Ngủ luôn, không có... Là 2-3 năm nay là tụi ông em... Ông khều móc cái gì cũng sợ. Em ngủ mê lắm, ông khều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi. Rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Đứa nữa. Rồi giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân. Mỗi khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này là anh nói chuyện phải biết kiềm chế, bớt nóng tính. Tại vì ảnh khi mà ảnh hay nóng tính lắm, mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần là hai vợ chồng là cưới nhau lúc sau sinh á, thì ảnh mê nhậu lắm, là anh đi nhậu tới khuya. Em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên, mà tính em cũng nóng nữa, là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mình dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà ấy chưa có con thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biến vậy không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra là không... cứ đụng vô là em khó chịu trong người à. Vợ còn em cái... thì là con nít quá, không biết gì à. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó ạ. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Này là tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á, phải hỏi đáp với nhau. Không có đó, chị nói nghiêm túc với em, nhột làm nhột chỗ nào em không thích nhột chỗ đó thì chồng phải biết, tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ thì tụi em sẽ nghe lời tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ dạ. Rồi xin chào em. Dạ em chào em chị. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thật sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. Nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Thôi một đôi trai tài gái sắc à. Thôi tiên đồng ngọc nữ đi. Đúng rồi, chắc... tiên đồng ngọc nữ. Rồi chào hai em. À mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quốc Thuận và xin chào chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả các vị khán giả ở đây. À, cũng như các khán giả đang xem truyền hình thì mình tên là Jay Quân, thì nghệ danh là Jay Quân ạ. Còn tên thật là Nguyễn Trọng Quân. Ở đây là bà xã. À, Quân ơi, năm nay Quân bao nhiêu tuổi và công việc của Quân đó là gì? Năm nay em 28 tuổi. Công việc của em thì người mẫu, và bên cạnh đó thì em đang phát triển con đường nghệ thuật và ca hát, là ca hát và diễn viên ạ. À, có nghĩa làm trong lĩnh vực nghệ thuật giải trí đúng không? À, mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. À, em tên là Trúng Huyền Thanh và năm nay em 20 tuổi và em đang làm người mẫu tự do. Ủa, các em là quê ở đâu? Dạ, ở Hải Phòng ạ. Ủa, nhưng mà hiện tại thì các em sinh sống ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, dạ. Rồi, bây giờ kể cho chương trình được biết là cái mối tình của các em bắt đầu như thế nào? Cái lần đầu tiên mà em gặp Thanh là lúc đấy là em 20 tuổi mới ra trường. À, khi đó thì em là cũng là ngày đầu tiên em tham gia vào cái câu lạc bộ người mẫu ở Hải Phòng. Thì cũng gặp rất là nhiều những cô em gái trong đó rất là xinh. Nổi bật trong đó thì có mình để ý cô em gái mình là Thanh. Thì
rất là ngoan, rất là cao, rất là xinh. Đấy, lúc đó mới 13 tuổi thôi nhưng mà thực sự anh nhìn rất là lớn. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cả cái câu lạc bộ đó thì chỉ có một mình Thanh là có mẹ kèm cặp, như là coi như là giám sát 24/24, con tầm mẹ đứng nhìn chăm chăm vậy này. Thôi thì lúc đấy thì coi như là em gái mưa thôi, em trai anh trai mưa vậy đó. Mình chỉ quan tâm thôi chứ mình không có tiến tới hay là mình không có dám gần gũi. Thế còn em thì sao? Em gặp thực ra thì... là lúc đó em có 13 tuổi thôi, chắc là sợ đi tù. Lúc đó em có để ý gì đến anh này không? Dạ, lúc đó thì em thấy anh này thì cũng cao, to, đẹp trai thôi. Thì cứ nghĩ là không có nghĩ gì sâu xa. Nói tóm lại là các bạn đã để ý nhau trong lần đầu gặp nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Và đến bao lâu thì mới tiến xa chút xíu? Có rất là nhiều những cái giai đoạn mà có như phải nói là em đã gặp rất là nhiều khó khăn. Sau đó thì em vào Sài Gòn lập nghiệp. À, có nghĩa là các bạn bẵng đi một thời gian, dạ, không gặp nhau. Thế rồi làm sao mà giữ được cái liên lạc với nhau? Một năm thì em sẽ về Hải Phòng khoảng 1-2 lần. Thì hai anh em vẫn gặp gỡ nhau, cũng sẽ vẫn hỏi thăm. Nhưng mà lúc đó là... Em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Năm đó khoảng 17 tuổi. 17 tuổi, đã có người yêu chưa? Dạ, lúc đó là cũng có người yêu, lúc đó cũng biết yêu rồi. Có bị mẹ kèm cặp nữa không? Dạ, cũng có. Cũng có. Trước khi về Hải Phòng em có nhắn tin trước cho Thanh. Tại vì em thấy là trên Facebook là Thanh có bạn trai. Xong rồi cái thời gian đấy, đúng lúc là thời gian đấy là Thanh lại chia tay cái người bạn trai đấy. Thì em thấy là đợt này mình cũng về, chắc cơ hội này mình nhân tiện mình thử gặp gỡ, mình thử làm tiến tới, mình thử hẹn hò xem như thế nào. Thì đến lúc mà em về tới Hải Phòng, em nhấc máy điện thoại em gọi thì đến mất tích luôn. Không dám nghe máy, không dám trả lời gì luôn. Là Thanh cho leo cây. Là em chạy mất dép luôn. Sao vậy? Tại vì thực sự là ngày đó em rất là ngại và rất là sợ khi mà tiếp xúc với người con trai lớn tuổi hơn em. Sau đó khoảng nửa năm. Nửa năm nữa rồi. Thì hai người lại gặp nhau ở trong một cái show diễn ở Đà Nẵng. Lúc này là Thanh vừa mới tròn 18 tuổi. Thấy cô ấy càng xinh, không biết là giờ có người bạn trai chưa mà cũng có hỏi thăm. Khi mà sau buổi diễn bắt đầu đi có một bữa tiệc nhỏ cùng với anh chị nghệ sĩ. Thì bắt đầu em nảy ra ý định là kết nối lại xem có được hay không. Hình như là cô này lúc đấy là cô cũng bắt được sóng của mình, là mình chuẩn bị mình tiến tới hay sao ấy. Hay cô ấy lại cho mình leo cây. Là cô ấy thân thiết hơn với một anh chàng khác. Tại vì cái ngày đó thì em nghĩ anh này chắc cũng không có man đâu. Nghĩ là... Cái hẻo lão quá hả? Xong rồi trang điểm, make up á. Xong rồi cái hôm đó thấy cứ vừa hát vừa nhìn, hát mấy câu mà kiểu tình tứ. Xong rồi cứ nhìn em á. Là em nghĩ tôi chết không được. Rồi đến bao lâu thì các em mới chính thức hẹn hò nha? Khoảng cũng tầm nửa năm sau. Nhất có Tam đó. Nhất có Tam mà may lần thứ ba là dính á. Bà dính không? Đâu kể chuyện lần thứ ba thôi. Cái lần thứ ba thì... đó là hôm đó là tụi em dự một cái sinh nhật của một người bạn. Thì hôm đó thì em cũng vừa mới qua 18 tuổi. Thì em uống rượu được rồi thì cũng có chút men trong men. Người. Thế cái hôm đó thì nhìn anh này đẹp trai quá. Ngồi ở giữa tụi em thì có một cái anh bạn chung của hai người á. Thì em mới bảo anh là anh đi ra chỗ khác ngồi đi cho tụi em ngồi cạnh nhau. chủ động là em chủ động. Xong rồi thì bắt đầu hai đứa ngồi cạnh nhau thì cũng nắm tay, nhưng mà ngồi ở trong đó thì cái phòng nó cũng kiểu hơi tối, xong rồi định sàm sỡ. Ai sàm sỡ ai? Bạn này là gọi là lớn rồi, còn bạn này mới có 18 thôi. Rồi. Cho nên chủ động là đúng rồi, bạn này bắt buộc phải sàm sỡ thôi. Người ta mở cửa cho mình mà. Nhưng mà có được không? Nhưng mà ai không có làm... Không được gì. Nhưng mà nè, cái bữa đó ngoài nắm tay ra có làm gì nữa không? Môi ạ. Ngay ngày hôm sau luôn là em sẽ nhắn tin luôn là bây giờ là bạn gái anh nhé. Xong rồi mình hẹn hò các thứ. Và anh ấy cũng là người đầu tiên mà được mẹ em đồng ý cho yêu luôn. Từ đó là hai bạn là yêu nhau. Rồi cho đến khi lấy nhau là không có biến cố gì xảy ra đúng không? Khi mà yêu nhau và có cái lòng tin nhất định rồi thì Thanh nghĩ rất nhiều về cái việc mà hai đứa sẽ về chung một nhà. Thì chỉ đợi một cái cớ gì đó thôi. Và cái cớ đó là cái gì? Là đó, có đó. Em bé ạ. Khi mà tụi em quen nhau được 6 tháng thì bắt đầu đã có cái ý định đó nảy sinh trong đầu. Và mới 6 tháng yêu mà đã quyết định đi xăm tên của hai đứa vào trên cái ngón tay mà đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em có em bé thì là em có để cho mẹ biết không? Có nói cho mẹ ôi biết không? Sợ lắm ạ. Du lắm ạ. Không dám, hai vợ chồng cứ bắt đầu là nghĩ cách chứ từ giờ phải làm sao, nói như thế nào để cho mẹ nguôi, để nói như thế nào để cho mẹ đồng ý. Thì bắt đầu quyết định là em về Hải Phòng trước. Là bắt đầu là hai mẹ con lên phòng thủ thỉ với nhau. Lúc mẹ nghe thì mẹ sẽ thái độ mẹ sao? Mới đầu thì mẹ em không cho cưới.
mẹ em kêu cứ đẻ đi tao nuôi. Xong rồi là một thời gian thì bắt đầu là em nhờ đến bố. Khi mà bố nghe tin em có em bé, bố đồng ý cưới luôn. Cho nên là nhờ bố đúng không? Dạ. Bây giờ là tụi em, cuộc sống của tụi em bây giờ là coi như suôn sẻ, coi như là hạnh phúc đúng không? Dạ. Hai bạn là rất là đẹp đôi đúng không? Vậy thì ở với nhau có tật xấu lò rao. Nhưng mà trước khi mà kể tật xấu thì em muốn biết là cái thời lượng chương trình bao nhiêu phút ạ? Trời ơi. Đến lúc để mà chúng ta giật mặt nhau đó. Và đây là phần khán giả khoái nhất đúng không? Bây giờ mời Thanh. Dạ thì hầu như những cái tật xấu của chồng em thì đều liên quan đến em hết. Ủa, lý do là... Tại vì mới đầu á thì chồng em với chung một kiểu cũng kiểu thanh lịch ấy, công dung ngôn hạnh. Nhưng mà khi mà bắt đầu quen em á thì bắt đầu lầy hơn. Dạ lầy hơn. Em ở nhà là ai cũng xì hơi hết. Nhưng mà em thì không muốn kiềm, tại vì là những cái đó thì khi mà mình ở bên cạnh người mình quá là thân thiết rồi thì mình tại sao mình phải giữ kẽ. Dạ em năn nỉ anh này trước là anh xì hơi đi để năn nỉ tức là xui á. Rồi em có nghe lời xúi dục của vợ không? Em không, tại vì bên nhà em truyền thống gia đình là không có cái việc xì hơi trong gia đình. Em đưa ra cái con số là ai xì hơi trước sẽ được 500 ngàn. Thế ai cái là người xì trước? Nhưng mà vì... em vì 500 ngàn mà em đánh mất chính mình. Nhưng mà cuối cùng em đâu nhận được 500 ngàn nữa đâu. Cuối cùng là vợ chỉ đưa ra cái cớ thôi để mình giải thoát cho cái niềm đam mê của cô ấy thôi. Nhưng mà em cũng cảm ơn cái việc đó, tại vì tuy nhiên sau cái lần mà vợ cũng giải phóng cho mình cũng cảm thấy là ơi tại sao mình không làm quá cái việc này từ xưa đến giờ, mình bị bí bách bao nhiêu năm nay. Em bị bí bách. Anh mắc cười nhất là cái vụ mà bí bách bao nhiêu năm đó. Dạ. Mà bây giờ nhờ vợ em mà khai thông rồi đúng dạ, không? Đúng rồi. Em phải biết ơn vợ. Ôi. Nhưng mà em thấy đó là một cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì từ cái ngày đó trở đi là trời ơi, một ngày không biết bao nhiêu lần. Là em bây giờ trở thành nạn nhân đúng không? Em chủ mưu rồi, bây giờ em thành nạn nhân rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ tiếp đi, còn cái tật gì nữa nè? Xong rồi hay ăn tỏi ạ. Ăn tỏi mà đi nằm ngủ xong rồi cứ thi thoảng hà hơi vào mặt xong rồi còn ợ. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độ thổ. Còn gì nữa không? Dạ chắc là hết rồi sao? Nếu mà hết thì bây giờ tới ảnh đó nha. Dạ, rồi tới em đó chứ. Chắc em cũng xin thời lượng. Hồi nãy em hỏi mà. Xin thêm thời lượng. Có cái câu chuyện này, câu chuyện đầu tiên. Chứ mà vợ em rất là vô tư. Vợ với mẹ với cả chị, với cả em gái trong gia đình thì rất là thoải mái với nhau. Thì có một hôm mà mẹ em gội đầu xong thì mẹ em cuốn cái khăn lên đầu này, đang ngồi cạnh con gái, con dâu. Lúc em không có nhà. Thì con dâu chỉ nhìn này thôi, xong rồi nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ nhìn mẹ giống phù thủy đấy. Và mẹ chỉ bảo là: đấy, xem lại vợ ông đi. Ông lấy vợ bây giờ nó ngồi nó bảo mẹ giống phù thủy. Thế em bảo chết rồi. Thế em bà mới hỏi: tại sao bảo mẹ giống phù thủy, mẹ làm gì? Thế em bắt đầu mới nói là thực ra là không phải là giống phù thủy. Tại vì xem cái phim mà Tiên Hắc Ám á, thì có cái cô Angelina Jolie á, là cô có cái quả ma cao. Mẹ em cũng gọi Macao, xong cô cuốn cái đầu đen này này. Dạ, tại vì thực ra là lúc đó em không có nhớ cái tên phim nó là gì. Thế xong thấy hai cái mắt mẹ xích lên như này, xong rồi nhìn đeo đội rồi kêu nhìn mẹ giống phù thủy, nhưng mà nói xong câu đó bị hớ đúng không? Bị hớ. Rồi, còn gì nữa? Vợ em ngủ nướng rất là nhiều. Từ cái thời là con gái ngủ dậy là lúc bình minh là 11, 12 giờ trưa không à. Đẻ con xong rồi thì vẫn như thế, vẫn về nhà chồng vẫn ngủ đến 11-12 giờ. Dạ. Rồi có cái tật xấu gì mà nó nặng hơn đúng không? Hậu đậu. Đề gia nội trợ tốt không? Là làm cái gì cũng hay bị đổ vỡ rồi này kia, nên là ít khi là để động tay vào việc nhà nhiều. Đổ vỡ mà hay đổ thừa không? Đúng rồi, đó, đổ vỡ mà hay đổ thừa. À. Mà đổ thừa một cái lý do mà mình nghe xong thì mình cũng chỉ biết là ngậm ngùi thôi. Tại vì nói là mỗi lần mà check em cáu quá, tại vì thấy rơi đồ hoài à. Động một cái gì cũng rơi, xong rồi động cái gì cũng hư. Thế mà sao suốt ngày hư thế? Thôi bà vợ quay ra nói: thì tại vì người ta đẻ xong rồi, đẻ con xong rồi bị như thế. Chứ ai biết đâu. Quá hợp lý. Rồi giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Không đến nỗi là em muốn vợ thay đổi cái gì của đó quá nhiều, mà sao thì vợ vẫn cứ là chính bản thân mình. Nói chung về cơ bản thì chồng không muốn vợ thay đổi gì cả. Chỉ cần
tích cực hơn trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi, thì mình sẽ hạnh phúc. Thế còn Thanh? Thực sự là em cũng không muốn chồng thay đổi điều gì. Bình thường thì chồng cũng hay nói nhiều lắm, nhưng mà thực ra là nói nhiều thì là mới quan tâm đến mình, nhưng mà không nói thì mới thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ cái tụi em cái công việc là Thanh đã bắt đầu trở lại công việc nghệ thuật của mình chưa? Hay là rồi ạ. Em bé được mấy tháng? Dạ, em bé hiện tại là được hơn 4 tháng. Tháng rưỡi. Mới có hơn 4 tháng thôi mà phọt phiết là coi như là hoàn chỉnh, coi như là gần như là như cũ rồi nè. Dạ. Giỏi ghê không? Chị thấy á, là bây giờ nhìn tụi em á, chị thấy cái đường mà đường phía trước của tụi em rất là rộng. Dạ. Tại vì hai bạn á, đều có một cái ngoại hình rất là đẹp. Và ai cũng có một cái duyên dáng, để chúc tụi em hạnh phúc và chúc tụi em sẽ thành đạt hơn nữa nha. Cảm ơn anh chị ạ. Chào hai em. Mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em á, là ba em nói con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói của đó làm em là cứ khắc cốt ghi tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Có thể nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái gần nhá cái tôi biết ai bảo cưới liền. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Tú. Năm nay em 33 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng và em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em với vợ em kết hôn với nhau là được 11 tháng 21 ngày rồi. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận cùng quý vị đang có mặt trường quay. Em tên là Đinh Cao Thúy Vi, 20 tuổi. Em đang là sinh viên và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 20 tuổi thôi hả? Dạ. 33. Dạ. Giấu 22 tuổi. Hơn một con giáp. Hơn con giáp cộng với con. Đó. Thấy không? Rồi, nó nghe nè. Dạ. Sao mà cua được cháu hay vậy? Nói thiệt, hồi xưa em cũng có hơi nhan sắc tí xíu. Vợ là phong độ. Vợ là phong độ. Dạ, bây giờ là mất phong độ luôn rồi. Dạ. Chà. Bởi vì thực sự nếu mà em không có giới thiệu tuổi là chị không biết em số tuổi đó luôn á. Dạ, tại em uống trà sữa nhiều chị. Trà sữa. Dạ. Rồi, chắc có lẽ là hai bạn quen nhau bên quán trà sữa đúng không? Dạ, đúng chính xác luôn á. Yeah. Hay. Yeah. Lần đầu tiên. Yeah. Dạ, nhưng mà thực sự là hai tụi em đến với nhau á là bởi vì em hồi xưa em làm bên đoàn thanh niên và đây chính là đoàn viên của em. Hai đứa sinh hoạt chung với nhau thì lúc đầu thấy cô đó mới quen lúc là như là lớp 8, 8.5 là gần lên lớp 9 rồi. Nhưng mà cô ấy có điểm đặc biệt á là khác với mấy bạn kia, da dẻ trắng trẻo lắm, nhìn nói chung là tướng rất là ngon lành. Nhưng mà em không có gì vậy mà em thương đâu. Em không có thương qua cái nhan sắc. Đúng. Tại vì em thương qua tấm lòng của đó. Khi mà tham gia các hoạt động đoàn, có khi là nhảy xuống mương, rồi đi xin những cái bọc ni lông để mà làm quà cho các em, làm tất cả, dạ đúng rồi, làm tất cả vì cộng đồng. Nên đó là một điểm cộng rất lớn đó với em. Thế còn em thì sao? Em ấn tượng ở chàng trai này thì như thế nào? Đang mới lớn mà thấy trai đẹp nên là cũng thích. Tình cờ là đúng cái ngày mà bắn pháo bông ngày 2 tháng 9. Vậy giao thừa. Mà em lúc đó em đang làm tiếp tân nữa, là 10:30 em vô ca nên là tính rủ vợ em đi xem, là 9 giờ bắn tới khoảng 9:15 hay 9:30 là trở về. Nhưng mà cái tình huống đặc biệt xảy ra thì ba mẹ của nó nói là bây giờ kẹt xe quá về không được. Lúc đó thì em cũng không biết làm sao hết, mới để cô đó ở trong khách sạn luôn. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi hăm he em, nói là mày nha, coi chừng là bóc lịch chết luôn đó. Em nói là dạ không có, em không dám anh ơi. Cái này là anh em dẫn đi mà giờ tình thế giờ nguy cấp quá rồi, không thể chở về nhà được. Rồi hai đứa cứ chờ vậy đó, chờ cho tới khoảng 1:00 mấy 2:00. Nhưng mà kể từ đó là quen luôn á. Cái lúc mà em ở trong khách sạn em sợ không? Dạ không, tại ngồi dưới sảnh anh chứ không phải là đi lên. Dạ. Mà lúc đó là tình thật là 13 tuổi mấy hả? Không, lớp 8.5, sắp lên lớp 9 rồi. Lúc đó là 14 tuổi, 15 tuổi gì rồi. Chắc em nhớ lộn anh. Thì nghĩ giống như là anh em sinh hoạt đoàn đi chơi chung nhau thôi, cũng đâu có gì. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu chính thức tỏ tình?
với cô ấy? Dạ, tới một khoảng thời gian sau, chắc khoảng là 6-7 tháng nữa. Ở lớp 9? Dạ. Dạ. À, rồi quen đi. Nhau chắc chắn là phải không để cho phụ huynh biết rồi đúng không? Dạ, dạ đúng. À, đi chơi với nhau thì phải trốn, là hẹn cô đó trong một cái hẻm. Cái hẻm đó là nhiều khúc quanh cua lắm. Là em cứ đứng hẻm đó chờ, rồi cô đó tự động đi ra, hai đứa đi. Tính đường trốn đi cũng kỹ thì cũng cái chuyện tình của các bạn nó được bao lâu? Dạ, tính ra là từ lúc quen tới lúc cưới là gần 5 năm. 5 năm. Đến bao lâu thì phụ huynh mới biết? Dạ, khoảng năm em lên lớp 11 thì gia đình mới biết. Mới đầu em sợ thì cũng ngăn cấm cản, nhưng mà mẹ nói là quen thì không cấm, nhưng mà phải làm sao mà cân bằng giữa chuyện tình cảm với chuyện học tập. Yêu nhau đến năm mấy thì gia đình cho làm đám cưới? Đầu năm 2. Năm 2 đại học. Dạ, không phải gia đình cho cưới đâu chị. Nói chung cho là bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ. Có thể nghe coi chơi coi. Tôi dẫn 4 năm mấy nay rồi, cái cần nhá, cái tôi biết ai bảo cưới liền. Dạ. Của em mà lúc mà mắt em ánh lên một tia rất là dã man, xong rồi là giả man ngay cùng ghê quá vậy. Dạ mà em xin nói thiệt với anh chị, lần đó thật sự là lần đi chơi đầu tiên cô tụi em được đi qua đêm. Đi đâu? Đi Vũng Tàu nguyên một đám. Và là ngủ ở trong nhà người bạn. Tới tình huống bất ngờ xảy ra là mấy người bạn nó đi không được. Tới sau tụi em một ngày. Cái đêm đó là cái đêm định mệnh. Hai đứa vui quá, mua rượu về uống. Tại rượu. Dạ, tại rượu. Nói vài chai rượu. Cái điểm mà không biết uống mà mua vài chai đó nên cái chuyện nó xảy ra. Chị biết uống là mua vài chai đâu có sao đâu. Gì vậy, rượu Tây hả? Dạ, rượu vodka đâu anh. Trời ơi, vài chai rượu. Vài chai vodka. Uống một chai thôi là tôi lên đường rồi. Rồi vậy lúc đó có nhớ con khỉ gì nữa đâu mà kể, đúng không? Dạ. Sáng nhớ lại. Thấy hai đứa, ủa kỳ vậy, sao em mặc gì vậy? À. Thì mới nghĩ chết rồi, không biết cái chuyện kia có xảy ra hay không. Ông thần rượu, ông mừng. Em mới kêu là thôi em vô em kiểm tra, coi sự việc của em tiến triển tới thế nào. Còn anh kiểm tra cái của anh. Gì vậy biết? Trời chán dán mặt mày luôn. Ông kiểm tra của ông thấy gì? Dạ, thì em cũng tè le luôn anh ơi. Trời tè le là sao? Người phụ nữ người ta kiểm tra là còn biết có bị gì không. Còn dạ, ông kiểm tra ông biết cái gì? Trời, em nói nghe, giả sử như anh 6 giờ, 12 giờ. Còn em là ví dụ như là lên 12 giờ, lên xuống 6 giờ, xuống hoài, không lên được. Trời đất ơi. Đủ cái cảm giác sao, nói nghe cái cảm giác coi. Cảm giác sợ, hoảng sợ, hoang mang. Hoang mang lắm. Tôi cũng sợ, chị cũng hoang mang, tại vì là hai đứa đang trong cái trạng thái mà không có kiểm soát được bản thân á, nên là họ cũng không có biện pháp phòng tránh gì hết. Rồi bắt đầu sợ về cái hậu quả đúng không? Dạ. Rồi xong cái lúc mà thức dậy là còn xỉn không? Dạ tỉnh. Tỉnh. Là tỉnh hẳn luôn. Dạ. Tức là khi mà thấy nhìn trời một cái mình lõa thể vậy là coi như mất hồn, tỉnh hẳn luôn đúng không? Dạ, tỉnh rồi chị. Rồi bình tĩnh lại rồi. Dạ. Dạ. Rồi sau khi xác định là thôi chuyện đó đã xảy ra rồi, đúng không? Dạ. Rồi nó có mong men nó xin nữa không? Dạ. Dạ không, đi một đứa đi về luôn. Không, lúc không, đó là hai đứa mặc đồ vô, hai đứa đúng, chia nhau ra, một đứa đi mua đồ ăn sáng, đứa qua tiệm thuốc tây. Rồi. Cũng trình bày với người ta đưa cái loại tốt nhất cho em. Ừ. Và về với sự chứng kiến của em là vợ em muốn luôn. À, sau đó thì cứ mỗi tháng đều đặn em đều nhắn tin và hỏi thăm trong cái tâm trạng lo lắng của cô đó. Nhưng mà tụi em cách biệt luôn, tức là không có lặp lại một lần nữa. Dạ không, dạ, chỉ không, có một lần thôi chị. Một lần duy nhất thôi. Dạ. Tới 6 tháng sau. 6 tháng sau mà mới phát hiện em có em bé. Khi mà phụ nữ mà không có phụ nữ mà tới tháng không có là em phải phi. Không, tới tháng vẫn có em luôn vẫn chị. Có. Rồi bụng sao? Bụng em nhỏ xíu à, tới 6 tháng mà em vẫn mặc được quần áo size S. Có ngán không? Dạ không, ngán gì luôn. Không hề cảm nhận một cái gì luôn. Dạ. Và sau tại sao 6 tháng thì lại biết? Dạ. Đi chơi với hai đứa bạn thân thì em thấy vợ em ăn nhiều và hai đứa bạn em cũng thấy ủa sao hôm nay thấy mập mà sao thấy ăn nhiều quá vậy. Nên là nó giỡn coi chừng tụi bay có làm gì không. Thì em cũng hoảng sợ nhưng mà em cũng không bao giờ tin là có. Rồi bắt đầu đi bác sĩ thì mới biết cái thai nó 6 tháng rồi. Dạ. Thì em đang làm việc có bầu anh ơi, chị giỡn hoài làm sao có bầu được, mình muốn con cái mà làm sao có bầu. Không thể nào tin được. Quá kỳ lạ luôn á. Dạ, mẹ em tối em ngủ chung mẹ em còn không biết nữa. Tại vì không có là, biểu hiện ngán. Đúng rồi, em không có ngán gì hết. Dạ, em có biểu hiện gì không? Dạ, tức là trong em thời gian có. Dạ có. Trong lúc mà bà xã em bị á thì em không biết sao là em đi làm cứ đúng 3 giờ chiều là em bị tăng huyết áp lên. Ở chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ.
đúng 3 giờ. Dạ, cứ đúng 3 giờ cái em nói Thảo ơi, anh bị chóng mặt, anh lên huyết áp quá, anh làm không nổi, tại nó quay cuồng hết chị. Em đi khám bác sĩ nói là huyết áp em tới 140 hơn lận, mà với độ tuổi em không nhậu nhẹt, không hút thuốc thì huyết áp nó rất là cao. Nếu như nó cao quá có khả năng đứt bóng. Nên là khi mà cảm giác quay cuồng quá thì nên nghỉ ngơi một tí. Bây giờ chỗ làm em gọi em là Tú 3 giờ. Nhưng mà có nghĩa là em bắt đầu hiện tượng đó là vào tháng thứ mấy? Khoảng tháng thứ 2, tháng 3, kéo dài tới tháng thứ 6 luôn. Tháng thứ 6 luôn. Dạ. Rồi bao giờ thì hết? Thì phát hiện ra hết. Đó là nhắc. Bây giờ xanh nó chưa? Xanh nó dạ, được, xanh rồi. Được mấy rồi? 9 tháng hơn. 9 tháng. Con gái à? Lúc mà em biết được cái tin mà 6 tháng em sợ lắm. Tại đó vợ em nè, lúc đó tưởng mập, uống thuốc giảm cân, uống nhịn ăn. Dạ. Mấy cái thuốc đó rất là nguy hiểm nha. Bây giờ cho hỏi em bé là khỏe mạnh. Dạ, khỏe mạnh. Khỏe mạnh bình thường. Sau đó là tâm lý rồi, cái cuộc sống của hai đứa như thế nào, hai bên gia đình sao? Cái bữa ấn tượng nhất của em, không bao giờ quên chứ cả đời luôn đó. Em cứ ra em dò đầu bứt tóc. Em đi vô toilet liên tục luôn. Em gọi cho bạn thân của em nói giờ chết rồi, giờ sao mày? Giờ mày tính sao mày, mày tư vấn cho tao đi. Tại vì hai gia đình cũng khó khăn lắm. Cứ mỗi lần đi chơi với là vợ em là ba em nói: con nha, làm gì làm, cái chuyện đó là không được quá giới hạn. Má vợ em thì nói là: con nha, con đi chơi con coi chừng bóc lịch nha con. Dạ. Là cứ mà lần nào đi chơi cũng nói câu đó, làm em là cứ khắc cốt ghi tâm. Tâm lý. Dạ, mà lúc đó lỡ một lần ngay kia rồi nên là cũng không có dám nữa, chỉ có một lần thôi. Và sau khi gọi cho bạn thân của em á thì em đi nhậu. Nhậu là bạn em khuyên thôi giờ xảy ra tới vậy rồi thôi cưới đi. Giờ biết là sóng gió hai bên rồi đó, nhưng cũng phải cưới, không thể làm cách nào khác được. Nên là cuối cùng em quyết định là phải nói. Dạ, phải nói. Nói cho gia đình hai bên biết lúc luôn. Lúc đó phản ứng của gia đình hai bên? Gia đình bên em thì má em không chịu. Còn bên vợ thì sao? Thì mới đầu thì em nói cho dì em biết, xong rồi dì mới nói cho mẹ. Có ba em thì ba em rất là khó. Sợ nhất là ba. Cậu em mới nói với ba em. Em là con một mà, nên là ba chủ nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á, thì hồi ba bỏ đi thì ba suy nghĩ, ba về ba nói là thôi giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, bây giờ thì phải làm đám cưới thôi. Ở bên gia đình em là mẹ em không chịu hả? Dạ, mẹ em chịu. Thì em nhờ sự động viên của mấy dì, mấy cậu em. Rồi cuối cùng mẹ em cũng chấp nhận. Mà em bắt đầu từ tháng thứ mấy thì bụng bắt đầu mới bự ra? Nói chung là từ khi mà phát hiện là bụng nó lớn nhanh như hổi, nhìn là biết là có bầu liền. Rồi coi như tất cả mọi thứ đều êm xuôi hết. Dạ. Thôi giờ nhân đây có điều gì muốn nói với ba mình không? Nhân đây thì con cũng muốn là xin lỗi ba. Tại vì con là đứa con gái duy nhất nhà. Nhưng mà con làm cho ba hết thất vọng. Đầu tiên thì con cũng xin cảm ơn ba mẹ ruột của con, những người đã tha thứ cho hai tụi con để mà tổ chức đám cưới. Lời thứ hai thì con cũng rất cảm ơn ba má vợ ưu ái và thương chúng con, mặc dù chúng con gây ra những cái lỗi lầm rất là lớn. Và con hứa là con sẽ chăm sóc vợ con thật là tốt, không bao giờ phụ lòng ba mẹ. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Ừ, nhân đây Vân cũng muốn tâm sự với lại anh chị, coi như là ba má của cô dâu chú rể. Thực ra riêng cái trường hợp này, tức là thật ra đứng về mặt phụ huynh mà nói á, thì là không có người cha người mẹ nào muốn con cái của mình nó có những cái mà trước hôn nhân như thế này, đặc biệt là giống như là khi tuổi con mình nó còn nhỏ. Nhưng mà Vân cảm giác riêng cái trường hợp của hai bạn trẻ này nó có một cái gì đó rất là lạ. Là tại vì thực ra mà nói cái việc mà khi các bạn trên 18 tuổi ở cái thời đại bây giờ á, các bạn trên 18 tuổi các bạn có thể sống thử với nhau, thì đó là một cái chuyện nó là bình thường rồi, nó không phải là bất thường như ngày xưa. Thế nhưng mà rõ ràng ở đây á, là cái việc này là việc hoàn toàn ngoài ý muốn luôn. Ngoài ý muốn luôn. Nhưng Vân lại có một cái cảm giác là dường như cái sự cố này á, nó có một cái gì đó mà Vân cảm giác nó rất là
giống như là ý muốn của xếp đặt đó. Của trời đất vậy đó, ý muốn vậy đó. Thành ra là Vân nghĩ cái đứa cháu này á, là thuộc lại là cháu quý, con quý. Cho nên là Vân thấy khi mà cô dâu xin lỗi ba mà với cái giọt nước mắt á, tự nhiên Vân thấy thương quá, thấy thương quá. Và rõ ràng rất là thật lòng, kể cả chú rể khi mà chú rể nói ra, thì Vân nghĩ là thôi, anh chị cũng không có trách hờn hai cháu nữa. Và anh chị cũng sẽ... Vân cảm nhận nếu Vân là cái người bà của cái đứa bé này á, thì Vân sẽ rất là hạnh phúc. Vân sẽ rất là quý nó. Bởi vì Vân cảm nhận dường như nó là một cái gì đó rất quý báu mà ai đó đã gửi gắm trong gia đình của anh chị cũng như của hai cháu. Đó. Cho nên là thôi anh chị rộng lượng và cố gắng làm sao để mà các cháu có một cuộc sống thiệt là tốt đẹp. Thôi bây giờ bây giờ cái chuyện lắng động nó qua rồi, quay trở lại một cái format rất quen thuộc, đó là dập mặt nhau. Đó. Đó. Đây là đó. Chuyên gia làm tuột mút nè. Đó. Hai chồng ở chung nhà 11 tháng rồi, đúng không? Vậy anh ấy có bao nhiêu tật xấu lòi ra vậy? Ở trong chăn với chăn có rộng, ở dơ cực kỳ luôn. Câu rồi, không dơ đâu. Tối, ngày nào cũng kêu, anh đi đánh răng rồi đi ngủ. Rồi xong, vô đánh răng, cái hồi, em, anh đi xuống dưới lầu, anh uống nước rồi anh lên nha. Là lén em đi xuống dưới ăn cái gì đó xong rồi lên không răng lại nữa đi ngủ. Tật xấu thứ hai. Em thì tính em kỹ nhưng mà em làm hơi tốn thời gian hơi lâu. Và anh làm với em một hồi em xuống tanh bành luôn. Là bài ra. Bài ra còn nhiều hơn đó, em giận cực hơn nữa. Bừa bãi đó, bừa gọi là bừa bộn. Còn gì nữa? Tiết kiệm nhưng mà có nhiều cái tiết kiệm không đúng. Muốn mua cái gì á thì suy nghĩ kỹ lắm luôn, đắn đo suy nghĩ mấy lần câu. Anh đi ăn đó không? Đi liền. Rủ đi ăn là bao nhiêu cũng đi. Ăn xong cho no về ói. Có nghĩa là em ăn thì em thích ăn đồ ngon. Nhưng mà ăn đồ ngon vô mình sẽ mập. Muốn giảm mập là mình ăn xong mình phải ói. Con này lạ kỳ vậy ta. Mày có biết là ói mệt lắm không? Dạ không. Khi mà mình ăn mình uống nước nhiều mà mình ăn đậu bắp á, khi mình ói nó có chất nhờn, đã lắm. Ọt cái hết trơn. Trời. Có gì nữa không? Có nhiêu đó thôi. Tới tôi nha. Tới bạn đó. Dạ. Vợ em thì cái gì cũng tốt hết. Chỉ con gái là nhây cũng ở dơ nha. Trò dơ ghê gớm luôn á, chứ không phải đùa đâu. Em đang ngủ, lấy tay chọt vô đây, đút vô miệng em. Em nghe mặn mặn cái là em dậy em hỏi gì trời vậy ơi, em. Còn mặn mặn nữa. Trời ơi, muốn ói luôn anh ơi. Rất là tỉnh tới sáng. Còn cái nữa nguy hiểm hơn cho đàn ông của chúng ta. Cái bệnh gọi là 10 giờ rưỡi. Đi làm rất là mệt. Tối về chỉ muốn là ngủ sớm. Hoặc là muốn làm cái gì lặp đại cái đi ngủ ha. Canh lúc nào cũng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ. Là hay khiều khiều chọt chọt em. Chọt xong em mất ngủ tới sáng làm đâu nổi đâu. Khuyên hoài không được. Trời ơi, trước khi cưới đã là có biệt danh là Tú 3 giờ. Dạ, giờ Tú 10 rưỡi. Tú 10 rưỡi nữa. Con cái nữa là hay ghen tị với con lắm. Em thì em thích ví dụ như hai vợ chồng ngủ phải cho nhỏ nằm giữa, không chịu cho nó nằm trong góc, hai chồng nằm kế bên rồi ôm em ngủ đâu có được đâu, phải hoạt động. Dạ đúng rồi. Lại khó chịu. Cái này tuổi lớn tôi phát triển mà. Dạ bây giờ em uống nhân sâm hoài anh ơi. Dạ. Chút nữa chúng sâm nhung bổ thận nè. Dạ em hy vọng vậy. Rồi bây giờ mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Chắc làm cái điều mong muốn này em xin phép cho em đứng dậy được không ạ? Thì thực sự hai tụi em đến với nhau là do bác sĩ bảo cưới. Em còn nợ cô đó một lời cầu hôn thật là chỉnh chu. Ôi ơi. Why? Anh chỉ cao vừa đủ 1m6 thôi. Nhưng mà tình yêu của anh dành cho em được đính từ trên đầu anh trên tận trời xanh. Anh không hứa là sẽ yêu em và quan tâm đến trọn đời, nhưng mà anh chắc chắn một điều, anh sẽ làm cho em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và điều tuyệt vời hơn nữa, nếu em làm vợ của anh. Làm vợ anh nhé. Anh có một chiều cao đủ dài, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người cung cấp tất cả tin lươn mà của anh cho em. Làm vợ nha. Dạ chưa ạ, em còn chuẩn bị cái nhẫn cưới. Thật sự mà nói là muốn mua cái nhẫn mới lắm nhưng mà chưa có lãnh lương. Dạ lấy lại nhẫn cũ. Kệ nó đeo vô, vô luôn đi là dạ lấy vô. Là không được. Dạ. Dạ. Hôn một cái đi. Dạ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, thay mặt coi như là thay mặt chương trình nè, chúc tụi em trăm năm hạnh phúc.
Dạ. Cảm ơn.